Chúng ta gặp nhau vào một ngày mưa rông, rét muốt, lạnh giá. Trước căn nhà có toàn đầu lâu xương chéo này, nhà mình nhìn như nhà xác không ạ? Ghê vậy, tôi không hiểu sao tôi với ông cùng nhau lên một cái ý tưởng là trang trí ngôi nhà bằng những cái đầu chiến tích. Kinh vậy. Nhìn sợ vậy. Này xem này, xem này. Bước vào nhà này, cái khu vực hòm này. Vãi cả linh hồn. Nhìn đúng cái nhà xác luôn ạ. Tẩm vãi. Xung quanh đây này, ôi giời ơi, treo đủ các loại đầu lâu xương chéo lung ta lung tung. Này, cái này mà như kiểu The Forest ý, thì là quái vật nó còn đâu mới dám đến. Toàn treo đầu bố mẹ chúng nó lên đây, nó đến kiểu gì. Ôi. Đúng rồi. Mà kể từ khi mà treo đầu lên, mưa gió bão bùng kinh vãi nổi các bạn ạ. Thôi, oan hồn. Việc đầu tiên chúng ta cần làm, đó là chúng ta sẽ cần đi ngủ đã. Đi ngủ để sáng mai dậy, hôm nay chúng ta sẽ có một việc làm rất quan trọng trong thế giới Van Ham này. Let's go, đi ngủ đi. Rồi, ô sáng rồi này. Hình như là cũng đỡ bão hơn một chút. Không biết cái nhà có hỏng gì không, từ từ lấy cái búa đi kiểm tra lại cái độ bền của nhà. Không ơ, nhà không hỏng à? Cái cổng thì hơi hỏng. Tôi sửa cái cổng xong rồi. Rào chứ không làm sao nha. Nha không làm sao. Rào thì không sao nhưng mà cửa ra vào với cái thềm thì hay bị hỏng. Ồ. Ồ, ok, được rồi. Không ảnh hưởng mấy. Ờ thôi được rồi. Đi ra ngoài đi. Việc đầu tiên chúng ta cần phải làm trong ngày hôm nay, đó là ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu hành trình lên núi tuyết. Đúng rồi. Đi đầm lầy này. Đi biển này. Và bây giờ là lên núi. Thì bây giờ cái lần này tôi chưa chuẩn bị cái kiến thức gì về cái vùng núi cả. Nên là có lẽ là GVM sẽ cần phải chỉ huy tất cả cái công cuộc lên núi thôi. Chúng ta cần những cái gì? Tất cả gì chúng ta cần lên núi đó là một chiếc máy ảnh thật đẹp, thật xịn để chụp lại những cảnh khoảnh khắc tuyệt vời trên ấy. Ôi sao lại ngồi buồn trầm cảm như vậy thôi mà. Đùa thôi, chúng tất cả chúng ta cần chuẩn bị đó là thuốc kháng băng không ạ? Thương băng đây rồi, chuẩn bị nhiều rồi. Và tôi đương nhiều rồi gì? Và tôi thường nghe bảo rằng ở trên đấy có những cái loại kim loại rất là quý hiếm nên là chúng ta có lẽ sẽ cầm cuốc chim sắt để có thể đào. Rồi có đây rồi, có đây rồi. Rồi là chúng ta sẽ cần xương ước nguyện không ạ? Ờ rồi có đây rồi. Lần trước bọn mình có đi sang cái chỗ mà cái con trao đổi này, nó ở đây này. Và mình có kiếm được cái đầu tiên là cái vương miện người lùn này. Thì nó dùng kiểu như một cái đèn pin ý. Tức là đi vào trong hang nó sẽ sáng, kiểu kiểu vậy. Đấy, như kiểu đèn thợ mỏ các bạn ạ. Nhìn tôi như thợ mỏ. Thợ mỏ một bên có tóc, một bên không có tóc. Cái bên còn lại ý, là trong thảm họa nhà máy hạt nhân Chernobyl. Tôi bị cháy hết bên còn lại rồi, tôi không mọc nữa. Còn thứ hai là có kiếm được cái Magic Shot này. Cái này nó đến từ thần thoại của Thor với Odin này. Đấy, thì tức là cái thắt lưng nó sẽ giúp tăng sức mạnh con người lên. Khi mà mình đeo vào ấy thì nó sẽ thế chỗ của sự ước nguyện và giúp mình mang thêm đó là 450 độ nặng thay vì 300 như hồi trước. Công dụng nó ý đúng ý trong thần thoại luôn, kiểu vậy. Wow, có nghĩa là ông bây giờ sẽ trở thành một cái xe kéo đích thực mà tôi không cần phải mang nặng nữa, tại vì ông mang hết. Không, tôi chỉ mang cái thôi. Mang gì tôi mang cho ông. Đi bạn bè tương trợ. Nhưng mà vấn đề là cái này này. Cái thắt lưng này nó sẽ thay thế cái sự ước nguyện. Tức là nếu dùng sự ước nguyện thì không dùng thắt lưng, còn ngược lại. Đó. Một người dùng cái này và người dùng cái kia đấy. Thế hợp lý. Được rồi. Đi Let's go nhá. Ok, uống thuốc. Từ từ đến gần rồi uống. Đến rồi gì nữa mà. Uống 10 phút rồi mà. Rồi ok, ăn uống non nê, bây giờ chúng ta sẽ uống thuốc kháng băng. Ok, và đến đây. Tức là bây giờ đeo cái xương miệng vào và đi tìm hả? Lần trước tôi nhớ là có đi vòng vòng mãi trên núi đã băng rồi mà có thấy cái gì đâu. Tại vì ấy, những cái kim loại đôi khi nó thường ẩn ở dưới sâu dưới lòng đất nữa cơ. Khó lắm, nó không có hiện ra trên bề mặt. Thế vậy là kiếm được kiểu gì? Chúng ta sẽ cần một ít kiên trì và rất nhiều may mắn. Một ít kiên trì và 10.000 may mắn. 10 seconds later. Lên tận này chả có gì. GVM ốc chó. hay không? Tiếng vọng hay không? Tiếng tôi vang rừng núi. Sao không ai trả lời? Nào, đi kiếm nào. Ông ơi! Ông ở nơi nào? Tôi đang hứa con rồng ở đây. Vãi nồi. Con rồng. Đây con ngựa. Con rồng băng ạ.
Ông bị dòng. Ôi, tôi vừa bắn chết con dòng băng. Vãi nồi. Ê, bờ rú. Bạch huyết xương giá. Ô, oh, nhìn là quay kem không ạ? Vãi nồi. Và tuyết về nhuốm máu của dòng băng rồi. Khủng dậy. Ôi rồi. Đây, ông lại tôi xem. À, ông lại đây tôi cho xem này. Đâu. Cái xương khớp của tôi thường ngày nó kêu rất là nhỏ. Nhưng mà vì dạo này cột sống không có gì là ổn, nên mất mà tôi cũng nghe được cái tiếng của nó luôn đây. Ô có này, từ từ mình bật to tiếng cho các bạn nghe. Trời ơi, dù nụ cười luôn nở trên môi nhưng cột sống của tôi chưa bao giờ là ổn. Thoát vị địa đệm nào đâu, đi đường này. Bây giờ chúng ta có thể thấy, hình như nhầm rồi. Nó ở đâu đó gần đây này. Gần đây. Tôi với ông sẽ mỗi người thì thả ra một hướng xem nó ở đâu. Ok. Đôi giày, đây rồi. Đấy, chỗ này. Ở đây đúng không? Ờ. Ok, thế bây giờ chúng ta sẽ đào xuống thử nào. Đào. 1, 2, 3. Úi dồi ôi. Có gì không? Chưa thấy gì. Thấy đá. Cố lên. Có xương này. Ôi, cái bộ xương, xác skeleta. Xương khớp tôi... của chúng ta kêu to lắm rồi đấy. Vẫn còn à? Ô, vòng cổ bạc. Hả? Ô, đồ có đồ tặng các chị em rồi nè. Giá trị 30. Ú, này. Đá X6. Vẫn còn à? Ở đâu nhỉ? Tóm lại là đào đấy một lúc lâu hỏng cả cuốc vừa về sửa các bạn ạ. Và chúng ta chỉ kiếm được mỗi cái dây chuyền bạc, chả kiếm cái gì nữa. Thế có cay không chứ lại? Thế chứ nhỉ? Thế thôi bây giờ cái dây chuyền bạc đi về nhét vào đây à? Nhét vào lò à? Không có thể làm được gì không? Ai biết, bạn không có vật phẩm để có thể xử lý. Cái dây chuyền này làm gì? Bạn không thể mà sử dụng vòng cổ bạc. Ủa? Chứ chi nữa mà. Khó hiểu thật. Chịu, tự nhiên nhặt được cái vòng cổ bạc. Tôi cứ tưởng là sẽ nung nó ra để xong người ta thành quặng bạc, nhưng mà có lẽ như là không phải. Thôi cất nó đi vậy. Đó là không phải luôn. Khổ thế nhỉ, đi cả một ngày đào từ sáng đến tối được đúng một cái vòng. Làm nào được đây. Cất bớt những thứ linh tinh đi. Thôi lại đi tiếp. Ngủ phát lại đi tiếp vậy. Làm nào được. Ngủ xong lại đi. Khổ vãi. Phát rồ. Khò. You. Ok, bắt đầu lại. Ok, let's go. À, đi tiếp vậy. Mẹ. Mày chỉ lờ. Ủa, thế để tôi cất cái vòng cổ sắt đi đã. Mẹ hiểu cái vòng cổ để làm gì. Tìm hiểu xem. Vòng cổ bạc. Chắc đúng là để tặng cho chị em ngày 8 tháng 3 rồi. Chứ không phải chỉ dành cho mình nữa. Thế đi. Hả? Gì buồn vậy? Rồi đấy, gì đi tí, quên lấy mật ong tí. Đây, chỗ này lại có thêm một cái tín hiệu gì đó nữa này. Tín hiệu từ cuộc sống của chúng ta. Cuộc sống quá không ổn. Trên này à? Trên này thì phải. Đây đúng không? Tôi. Ok, nào lại đào tiếp. Lại đào nhá. 1, 2, 3. Có lẽ vì tương lai. Úi trời ơi. Vì tương lai của con em chúng ta đã đào hầm phá núi, đào đèo Hải Vân, đào tất cả mọi thứ. Trời ơi, không nghĩ là đào. Ô, cái gì đấy? Ông nghe tiếng gầm gầm gì không? Ai, bù đủ, lờ mèo. Rồi, một con. Đằng sau. Tôi biết rồi, thấy rồi. Khó đấy, bắn thế này đúng khó đấy. Đúng rồi. Rồi, xong. Hai con, tôi không nhìn thấy tâm của tôi. Tôi không nhìn thấy tâm của tôi ở đâu cả. Rồi, xong. Rồi, xong rồi, được. Vãi nồi, hình như mình đào trúng cái tổ của nó rồi hay sao ấy. Tôi không biết. Vãi cả linh hồn. Khiếp, bao tuyết không nhìn thấy tâm đâu ạ. Như vậy có thể là trong này là có chứa kho báu rồi đó này, nó bảo vệ. Hy vọng là kho báu nó là bằng bạc. Sao tôi đào vào đây tôi lại thấy có khi vấn đề rồi. Tiếng không to rồi. Đúng rồi. Ở đây, silver vest này.
Ồ, đúng rồi đấy. Mỏ bạc đúng không? Mỏ bạc đúng không? Ờ, thử xem. Cái như mỏ bạc ấy. To thế. À đủ. To vậy. Ờ, quặng bạc này. Ngon. Đây rồi, đấy. đôi giày. Được. Được bro. Thế. Nào đây. Rồi. Rồi, chúng anh lớn rồi. Hay ngon quá. Vậy. Ha, không làm được mô hình đèo Hải Vân ạ. Buồn rồi lờ. Tôi cứ tưởng đào cố. Ơ, cái gì đấy? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Người lún đá. Người khổng lồ đá. Cái kia, nó chính cái kia. Ơ, sao nó đứng yên vậy? Ui dồi ôi, cẩn thận đấy, nó đập vào má chứ. Từ 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 từ, tôi phải uống thuốc thể lực đã. Bạn không thể tiêu thụ ngay bây giờ, thế rồi. Tôi đã không có thể lực. Tôi sẽ ăn uống các thứ cho đầy đủ đã. Là sao? Ông đâu rồi? Tôi vừa bắt lên rồi, tôi nhìn nó đây này. Đây, để tôi lên, đi. Thấy như là dùng cái chùy đánh nó thì dễ hơn thì phải. Ồ, nó kia hả? Uầy, to vậy. Đừng cung bắn được không? Ông thử bắn xem. Bắn được đấy, bắn được nhưng mà mất ít lắm. Đây, để tôi thử dùng cái chùy xem sao. Rồi. Ú đà, ú đà. Wow. Ôi. Mạnh đấy, chắc là tôi bị hết rồi. À, tôi. Ok. Nào. Hồi thể lực đi, nào uống thuốc thể lực vào. Ui giời ơi. Rồi, chạy được rồi. Ôi. Vãi cả linh hồn. Không trùng khiên không đỡ được ạ. Ôi, được con này. Nó chết rồi. Nó rơi ra cái gì? Hình như dùng khiên cũng không ổn lắm. Ờ, dùng khiên không ổn, không ổn. Ủa, nó, thế thôi à? Nó chỉ rơi ra đá này à? Đánh được đống đá. Đờ. Ô, nguồn quặng hắc diện thạch này. Ủa? Hình như thế này. Cái gì đấy? Tôi vừa uống thuốc thôi. Mất hồn. Cái gì nữa này? Cái gì sáng sáng này? Cái gì sáng sáng này? Trứng rồng. Ui. Cái trứng rồng nữa. Ôi, hôm nay mình đi mình thu hoạch được nhiều thế. Lấy đi. Vật phẩm mới này, mình con ấp được con rồng xong mình đẻ ra con rồng không nhỉ? À nhầm, mình có làm pet được con rồng không nhỉ? Tôi không biết. Ôi, thế là tôi đóng băng rồi. Ủa, trứng rồng hả? Tôi mượn, tôi xem thử. Đây, sao ông trầm cảm rồi? Nặng hơn nhiều so với vẻ bề ngoài, nên bên trong có một âm thanh vo ve yếu ớt. Vãi nổi 200 ạ. Đây, con ngựa. Kìa, con rồng nó đến kìa. Đâu? Đây, trứng rồng sao kìa? Cái trứng rồng nặng 200 á? Ờ, nặng 200. Thế là sao mà đi về bình thường mình ôm nó về được? Tôi có cái đai lưng mà, nên tôi có thể ôm về được. Mang như vậy rồi mà tôi vẫn nặng quá, ông có thể cầm bớt bạc của tôi được không? Ờ, được. Ok, cầm bớt bạc thì tôi đi được. Hay là bây ông đứng đây. Tôi về nhà tôi kéo cái xe ra rồi tôi với ông chở quặng cái thứ về. Hợp lý không? Hay là mình làm luôn hẳn cái xe ở đây được không nhỉ? Nhưng mà phải có cái bàn và phải có cái bàn sau đó. Ủa, không? Ờ, làm được này. Làm được cái xe á. Làm được luôn. Làm luôn tại chỗ đúng không? Đâu, để tôi xem. Cái xe nó ở cái danh mục khỉ gió nào? Linh tinh đúng không? Linh tinh. Đây rồi. À, đinh gỗ, đồng đinh này đồng. Bà làm việc với gỗ. Mà phải cái đồng. Bây giờ thế này nhá. Ông ở đây, tôi sẽ chạy thật nhanh về tại vì tôi có thuốc thể lực. Đấy, tôi đang ăn nhiều, tôi chạy thật nhanh về sau tôi lấy đinh đồng. Xong rồi trong đấy ông đào gỗ các thứ đi. Rồi tôi chạy lên đây. Ok. Tôi về ngay. Rồi ok. Sau đó, mình sẽ quay trở lại ngay. 10 seconds later. Rồi, tôi cần thêm gỗ, đã có bạn làm việc rồi, đã có đinh đồng rồi. Where is the gold? Tôi cần 10 gỗ nữa. Làm ơn, hãy chặt thêm gỗ. Please bro. Bye bye. Cắt đồ em đây. Cắt tất cả những thứ gì mà không cần dùng. Xe đẩy is in you by someone else. Đây, tôi dùng. Tôi vẫn nghe tiếng rồng kìa, có rồng đang đánh nhau ở kia kìa. Vãi nổi. Wow, khung cảnh đặc biệt, rồng đánh nhau với quỷ đá. Oh, nice. Để xem tụi nó bêm nhau. Ôi, nó quay ra nó bêm tôi rồi. Ok. Thôi kệ đi. Này, vừa nãy tôi đi qua tôi nhìn thấy cái chỗ này. Đây mà xem. Ồ, cái cổ ngữ thạch cổ đại này không biết là nó có cho mình thấy được cái gì hay không. Ờ, trên này lại có thêm. Thế nào? Đá cổ ngữ. Tảng đá này được đặt ở đây bởi tôi, Astrid. Vào năm thứ 7 tôi ở Vanham. Ở đây Odin đã nói chuyện với tôi. Tôi thức dậy sau một giấc ngủ sâu và nhìn thấy những lời của ngài nằm rải rác trên mặt đất quanh tôi. Đông cứng thành đá quậy vì quá lạnh. Khi tôi ủ ấm chúng trong tay, băng tan ra cùng những lời của ngài. Từ lời này đến lời khác, giết kẻ bị lãng quên, trói đầu chúng bằng giấy xích, ta sẽ đến xuất hiện. Ủa, nghe ngữ pháp của Odin có vẻ không ổn lắm. Ta sẽ đến xuất hiện. Đấy. Okay. Ok.
Nào thì bây giờ muốn kéo xe xuống dưới kia hả? Nhưng mà sao ở cái khu này cuộc sống của mình cứ kêu mãi thế? Chắc là khu này có nhiều thứ á. Có cả hắc diện thạch các thứ kìa. Nhiều thứ mà. Thế giờ ông muốn làm gì? Ông muốn lấy hắc diện thạch không hay là ông muốn kéo xe đi về? Này có cả pha lê này. Pha lê. Ờ pha lê này. Pha lê phê la. Ờ tôi vừa nói thế, vừa phê vừa la. Đây từ từ bỏ ra để tôi cất đồ rồi đó. Đợi nhảy ra. Ông có nghĩ là đập được mấy cái mảnh pha lê phát sáng này không nhỉ? Đập thử đi. Why not? Không đập được rồi. Không đập được. Có bị mất máu mà. Như là mất máu cái đá chứ đâu có mất máu cái pha lê đâu. Pha lê ngầu vậy. Không đập được. Khiếp. Nó là trứng rồng đó má. Thôi đi. Ôi thì về nhá. Không. Tôi muốn xuống dưới kia xem có những cái gì nữa. Thôi đây tôi lại kéo đi nhá. Okay. Đây hành lý anh mang. Ô cái bài đấy là cái bài Tây Du Ký đúng không? Nhưng mà bản Việt đúng không? Nó như thế nào nhỉ? Tôi chỉ nhớ mỗi câu đầu. Ngày xưa tôi hay hát ở đây thằng cháu của ta. Tại sao vậy? Tôi không biết. Ngày xưa ông tôi hay cho mấy cái lời buồn cười lắm. Thôi đi. Gặp gành khó đi, em kéo xe đi xa rồi tìm nơi xe không xa. Sợ thế. Đi xuống nào, đi xuống nào. Ôi chả mẹ gì không làm. Nhà thám hiểm hả? Không có gì hết hả? Từ đập thử cái này xem là nó có cái gì đấy không? Tôi không biết là cái gì nhưng mà... Nhìn nó như một cái... Ôi! Xong xuống rồi, dưới đó có gì không? Tôi nó là một gì? Cái hang động dưới này. Không biết có gì không? Hiện tại tôi không thấy có gì cả. Nhưng mà rồi có đường lên không đấy? Sao tao đập mãi nó không ra được nhỉ? Chết mợ rồi! Đừng mà! Đừng có như thế mà! Tôi muốn ra! Thả tôi ra! Ờ tôi có nhốt nó mà thả. Ờ. Chết rồi, giờ sao ra? Rồi. Để tôi suy nghĩ cách giải cứu ông ra khỏi khu đấy. Thấy chưa, ham hố là gì? Ham hố là ham sao hố đấy. Nữa. Ừ. Ngoan. Đây là đài truyền hình FGVM 69, đài truyền hình FGVM 69. Hôm nay chúng tôi tường thuật trực tiếp cảnh cứu hộ một công nhân lao động bị kẹt ở dưới cây mà là vãi nồi, bực mình mà là. Đấy, được rồi. Cái cầu thang của tôi xây hay vậy. Dối vậy, bực vãi. Mấy ông hiểu kiểu gì ạ, hãm thật đi. Thế nếu cái quặng bạc khi nãy mà khó tìm như vậy rồi mà còn khó tìm như vậy mà không biết công thức nó như thế nào nhỉ? Nếu mà công thức nó còn cần một đống. Đây này, ở đây nó còn có tiếng phát ra nữa này. Ừ. Thế mà muốn đào nữa không? Có, đào tiếp đi. Sao không? Why not? Ok. Ông ơi, chỗ này tôi, cho tôi. Ok, thì để tôi kéo xe lại. Rồi tôi đào trước nhá. Ờ, ông cứ đào đi, tôi kéo xe lại đã. Nhiều hắc diện thạch vừa lờ. Pha lê các kiểu. Ok. Ôi rồi, hỏng bối quốc ơi, tôi còn có một tí ạ, độ bền cũng có một tí. Đào tốn độ bền kinh khủng, quốc sắt nha. Ôi lại rồng, lại ấy con ngựa lại rồng. Ôi bị làm sao ấy. Xương long. Chết rồi. Xương long với xương sẩu. Ok, nào để cho nốt bạc vào, nhiều bạc vãi. Ew. Còn gì nữa nhỉ? Ngon đấy, hôm nay ta thu hoạch được nhiều ấy chứ. Tổng cộng là hôm nay thu hoạch được 67 quặng bạc. Ok, ra kéo xe. Ok, thôi để tôi kéo cho. Ok. Đằng nào tôi cũng không cuốc được nữa, tại vì cuốc tôi hỏng hẳn 100% luôn rồi. Ok, let's go. Tôi sẽ đi trước, tôi bảo kê. Thôi đi về nhà nhờ. Đi về. Ok, đi xuống núi. Ơ, có cái đường này như kiểu đường người xây nhỉ? Ừ. Cái dốc leo thẳng xuống núi này vui vậy. Thú vị. Các cái đường hẳn này đi cho nó đỡ mà. Ok, thì bây giờ mình sẽ quay trở về nhà, sau đó mình sẽ quay trở lại ngay. Cố lên. Cố lên. Đúng rồi, cố lên. Ừ. Thế thì cảm ơn đi. Tôi không làm trò đó đâu. Thôi rồi. Nào, bây giờ này, nhà còn gỗ đấy không ạ? Ông vào trong nhà kiếm gỗ rồi ông cho vào trong cái lò than đi. Tôi nhớ là nhà có nhiều lắm, tại vì là mình cần than đá mà. Tôi kéo xe vào. Cái lò than rồi. Ủa? À ừ, lần trước đập ngựa đi để còn xây mấy cái đầu lâu xương chéo này. Giờ là phải xây lại cái lò than hả? Làm gì có than đá đâu. Vãi nồi.
Mệt vừa là ăn ra. Ai biết. Vãi nồi ạ. Thôi rồi, tôi làm lò than. Ok, có lò than, có than này. Lò than đang dặn ra giữ cùng than màu đen này. À, ông lấy quặng bạc đi, ông lấy quặng bạc đi. Ông lấy quặng bạc đi. À, chúng ta dùng quặng bạc đúng không? Đúng. Ồ, đúng rồi đấy. Ồ. Ừ, chuẩn. Ồ. Hình như là đứng lên trên nóc của cái lò than là bị cháy. Ồ, nghĩ gì vậy? Nhiệt nó tỏa lên trên mà, đấy là điều đương nhiên. Không nghĩ là trong đây nó cháy thật này, hay quá. Này. Quặng bạc nè, bạc nè. Wow, áo giáp sói, giáp chân sói. Đâu? Áo choàng lông sói, khiên bạc, giáo răng nanh. Đây đây, cầm đây. Có khi phải xây thêm cả một cái ấy nữa này. Một cái lò nữa để nung bạc cho nhanh. Nhiều quá. Tại vì cơ bản cái quặng bạc nó đào nhiều hơn các bạn ạ. Mình đào hai cái mỏ quặng mà đã kiếm được 67 cái nhỉ. Nhiều vậy. Nên là tôi nghĩ là mình có thể kiểu làm thêm mấy cái lò nữa. Rồi, như vậy đó mình đã xong. Mình đã cần phải đi trận ra ngoài này này. Làm cả một khu vực để còn đúng rồi. Để còn nung cho nó được nhiều. Tại vì là trước đấy mình cũng có mang về đâu đó khoảng mười mấy cái quặng nữa. Và sau khi nung hết thì bọn mình được tổng cộng ở đây đó là có 73 cái quặng. Và mình cũng lên trên núi để giết thêm một chút sói nữa. Được 30 trên 50 này. Vậy được 50 cúp sói. 50 cúp đó. Sói. Đây. 5 cái cúp ấy. Ờ, 50 cúp sói. Và bây giờ này nếu cầm theo bạc từ từ. Ê, ông dùng bất giờ. Cái gì? Cầm theo... nhào thế nhưng con vịt. Cầm bạc này, cầm cái da sói này. Không biết có cần phải cầm cúc sói hay không mà tôi cầm. Và vào trong cái bà lão viện. Có cúc sói. Có hả? Cúc sói 4 bạc 6 thì à. Có thể làm được áo choàng lông sói. Đây rồi. Áo choàng lông sói. Yes. Và thậm chí còn nâng cấp đấy. Luôn. Ờ là cái áo choàng lông sói này có khả năng đó là giúp chúng ta kiểu lên núi mà không sợ bị lạnh. Tức là từ bây giờ là không cần phải dùng theo cái gì nhỉ? Cái thuốc nữa. Ờ không phải chế tạo cái thuốc riêng nữa. Ê cho tôi xin với, cho tôi xin áo với cúp với cái gì đó công cụ gì đâu cho xin với. Đây tôi làm luôn cho cái. Ra đi. Tôi làm luôn cho cái này. Và chưa kể thế nhá, chúng ta có thể làm được cái đồ bằng bạc này. Đấy. Làm được mấy cái giáp bằng bạc kia cái thứ đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Ủa, sao cái giáp bằng bạc à? Đâu phải làm bằng bên cái lò rèn. Ờ. Lò rèn áo giáp sói. Uầy. Áo sói này. Giáp chân sói. Có khúc chim bạc hay sao, cái gì cũng phải có chứ nhỉ? Tùy xe. Uầy. Thôi. Giáo răng nanh. Ngay khi cả chết răng sói vẫn nhức nhối vì thịt. Nghe sợ vậy. Khiên bạc, khiên vảy rắn, khiên bạc với khiên vảy rắn cái nào ngon hơn? Khiên vảy rắn ngon hơn chứ. Chặn đòn nhiều hơn. Cuốc chim sắt, không có cuốc chim bạc à? Ờ, không có cuốc chim bạc. Bad nhỉ, có mũi tiền bạc. Ừ. God dang it. Thôi rồi, thế bây giờ lại phải lên trên kia kiếm được nữa. Ờ, rồi tôi đi vào đây tôi làm mấy cái thuốc thể lực các kiểu, nấu thuốc thể lực các thứ xong rồi. Anh em lại phải lên trên núi chuyến nữa. Vãi nồi thật. Ôi rồi. Stress. Ở chỗ này thì không còn quặng nữa rồi. Như vậy có thể là ở phía ngược. Ở phía đằng này rồi. Ở đâu nhỉ? Rồi. Tôi vẫn nghe tiếng con sương sương ở đây sao ấy. Nhưng mà hồi nãy tôi có cứu được một cái quặng đấy. Ông có muốn lại gần chỗ tôi luôn không? Nhưng mà đang ở đây rồi. Chỗ ông khá là đi xa. Đi lắm. Khá thì đâu đi, có mấy bước chứ mày. Ok đi. Đi. Đây luôn hả? Vãi nồi. Hơi tối nhỉ. Kệ. À tôi có cái mũ thợ mỏ này. À cái ông đội mũ thợ mỏ vào đi. Và đừng bị mắc kẹt như hồi nãy rồi được. Đâu có thấy gì đâu. Hay không thấy. Còn đá. Những thanh niên siêu nhân đập đá à? Lâu lâu mới cũng phải như thế này chứ. Này tôi nghĩ hay là mình nên lập một cái đất lò ở đây thì có phải tốt hơn. Chẳng thấy có gì ngoài đá cả. Quặng lừa. Mình nào chưa tới. Có thể là mình nào chưa tới thôi. Quặng lừa rồi. Quặng lừa rồi. Nhưng mắc lờ tê. Chẳng có gì. Thế thì còn một chỗ nữa, còn một chỗ khác thôi. Ở à, đây rồi. Một quá rồi. Ờ này thì không lừa nhá. Ok. À đây. Đu 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 đu
Nào, con ngựa thồ của ta, tiếp tục đi. Ủa, nó trôi ngược này má ơi. Nó trôi ngược ạ, à, buồn cười vừa lờ. À, từ kéo thử. Nặng thế. Đấy, rất mới hợp lý, kéo về tận nhà luôn. Nào, kéo tiếp nào, đừng. Khổ quá. Này, sau cái cuộc hành trình mà dầm mưa dãi nắng, đổ dãi giữa đường như vậy, chúng ta đã kiếm được bao nhiêu hàng về rồi vậy? Tôi không biết. Tôi chỉ biết là ông là một con hàng. Thôi, xin lỗi ạ. Lạc. Từ đây vừa xếp, xem nào. 21 cái bạch tuyết, à bạch huyết xương giá. À, tiết canh rồng. Tí nữa, cúp xương long. Ủa? Công thức chế tạo mới, mũ xương long. À, đủ. À, thêm cái gì đây? Cúp sói này, 37 da sói này, cộng với là 60, cộng 60, 27. 87 cái quặng bạc. Ủ, à đủ. Nhiều ghê vậy. Vãi nồi, tôi sợ ba cái lon chả đủ ạ. À. Sợ vai. Quái vật đến chào mình. Con vật lờ đến kìa. Để tôi cất bớt này. Tốn nhiều thời gian vào này, thực ra cũng không cần thiết phải ngồi đây đợi đâu không ạ. Tại vì là trong kia mình có nhiều quặng rồi mà. Cái chính mình đi là mình để kiếm cái da sói mà. Vậy là cái cúp sói nữa. Ờ, xong tí nữa qua đây tính sau. Chỉ mong là nó không bị đây, quay về đây làm nốt mấy cái thứ mà tôi chưa làm kịp này. Giáp chân sói, quần sắt, giáp vảy sắt, còn cái mũ nữa nhỉ? Cái mũ xương long này có vẻ khỏe này. Nhưng mà ủi hai cúp xương long vãi nồi. Để tôi tra thử xem là cái tỷ lệ rơi ra cái cúp xương long là bao nhiêu. Tỷ lệ ủi 5% vãi nồi ạ. 5% một lần giết. Tức là nếu mà mình giết trung bình phải đâu đó khoảng 20 con thì mới ra được một cái. 20 con rồng rồng đấy. Tôi dùng cả áo giáp sói, cả giáp chân sói, các kiểu là điểu rồi. Mà tôi vẫn có thể nâng cấp được thêm ạ, vãi cả linh hồn. Hiện tại đang là cái giáp tôi là 71 rồi. À, ngoài ra còn một việc nữa mà tôi muốn làm tập này, cái việc cuối cùng mà tôi muốn làm tập này. Đó là chúng ta có thể làm được. Đây. Tính ra, đừng quay nữa. Đừng quay nữa. Cái gì vậy? Ông ngồi được hả? Ông ngồi được hay vậy? Ủa nó tự đứng lên à? À đấy ngồi được này. Ủa tôi không biết ngồi này để làm gì. À đừng nghỉ ngơi à? Ờ cái chỗ đang nghỉ ngơi kìa. Đấy, nổi vào hôm nay chỉ đấy. Vớ vẩn. Ngoài ra này vẫn còn một việc nữa. Quên mất đấy, chỉ việc chiêu chiêu thôi. Việc chính này là tôi cần phải kiếm một cái này. Đây tôi cần obsidian, gỗ tốt và sắt. Sắt thì có trong này rồi. Gỗ tốt thì ông có không? Tốt sắt có 10 rồi. Cái được không? Được. Và obsidian nữa. Obsidian đây. Quẹ. Quẹ. Đây. Ok, amazing. Nào, hãy xem đây. Look at this. Bam. Ha. Kệ dụng cụ. Bàn là làm việc cấp hả? Không. Mình đã làm được bàn làm việc cấp 5. Và hình như là mình làm được mũi tên hắc diện thạch, mũi tên độc, mũi tên gỗ, à mũi tên gỗ thì nãy rồi. Ôi mũi... bom chất nhờn nữa này. Mũi tên băng này. Thứ nhất là cái bom. Bom á, cái bom cái là từ nãy rồi, lần đầu rồi mà. Để tôi sẽ nâng nốt mấy thứ mà tôi có thể nâng được lên. Sau đó thì thôi, chắc là hết rồi. Các bạn ạ, chắc tập này chỉ thế thôi. Chả làm cái gì nữa rồi. Hình như cái nhà này của mình nó cũng kiểu, tức là cái bàn làm việc này như là mắc rồi đúng không? Nên cấp này là mắc rồi đúng không? Tôi không biết, hình như là gần tối đa rồi đấy. Chứ vẫn chưa, tức là vẫn chưa tối đa hả? Thì tôi đoán là như vậy. Vậy nồi vậy. Ok. Thôi thì có lẽ là tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại video lần sau. Còn những gì chưa làm thì bọn mình sẽ làm sau. Còn bây giờ thì chúng ta đã ngồi đây 6 tiếng đồng hồ con mẹ nó rồi. Trời ơi, chết mất. Thôi nhờ. Ok. Tạm biệt các bạn. Chào. Và hẹn gặp lại. Cảm ơn, Thảo quá. Thơm quá. Hôm nay Thảo thế. Tại vì các bạn về gặp lại video thì thích đừng quên để lại một... Úi giời, đấy. Đánh đá chưa? Úi dồi ôi, đánh đá thế. Nếu thích đừng quên lại một like sau của mình và gầm link sẽ để mô tả. Tạm biệt và hẹn gặp lại.